hai vé của hàng cà phê này. Bây giờ mình sẽ đi lấy. Đây là máy pha cà phê DeLonghi và máy xay hạt cà phê Casa. Bóc ra thôi. Bóc thôi là bỏ ra. Đây là một cái dây cắm điện. Mình sẽ để ra. Một cái không? Để tắt hay sao? Để cắm điện. Là như thế nào gọi là cái để tắt hả con? Nhìn giống cái này dùng là để xay, để cho hạt cà phê. Máy xay cà phê. Còn cái này là về hướng lớp của con. Máy xay hạt cà phê. Mỗi lần uống là xay luôn. Giờ mình sẽ lấy ra. Rồi, ta cắt cái hộp cái gì để bóc cái long dehi kia đi. Cái này nó có những thứ gì nha các bạn nha. Đầu tiên nó có một thứ này. Cái này để phết cái sao. Cái này rửa lau. Còn cái này là nem chính. Có các chế độ đây đúng không? Các chế độ. Chế độ xay, ví dụ hạt espresso đây rồi, đúng không? Các hạt, các loại hạt khác nhau. Cái này để ở dưới. Không phải đảo. Không, không đảo được. Lớn nha. Thôi, để lớn luôn nè. Đây là máy pha cà phê. Ừ, có một cái gì đó cũng không biết nữa. Ở trên này có một cái giấy hứa sử dụng. Ừ. Là to. Thì mình sử dụng lần đầu ấy. Đó. Đây là phiếu bảo hành các bạn. Còn cái này. Đây là cái hướng dẫn các bạn. Sách hướng dẫn rồi. Không hướng dẫn mà. Không bị dày lên kia này. Nên mình sẽ con xem có những thứ gì. Rồi con cứ bắt cái kia đi để không. Đây mình sẽ xé được xong. Đây là những thứ gì xong để cắt. Để cắt hướng dẫn luôn. Có là gì ạ? Nó có 3 thứ. Nhưng mà khá là nhiều chữ. 4 thứ chứ. Khá nhiều chữ. Và bây giờ bọn mình sẽ đến nhanh mặt trắng. Mình để cái này. Mình để cái máy này sau khi tôi đi. Mình không. Ôi. Bây giờ mình làm gì cho đây? Nó dựng nó xuống. Úp nó xuống. Bây giờ mình chuyển chủ rồi xuống kéo lên. Rồi nào. Mở đây cái nem bạch chế. Rồi mở ra. Đây bây giờ lại gặp lần lần lên. Eco net.
Đây là cái hộp để cái cà phê. À đây là cái nước rửa. Vệ sinh à? Đây. Đây rồi. Ôi một màu đỏ rất vintage. Đẹp. Rất là đẹp. Đây, ở đây là chị. Chúng ta hãy cùng đi bóc xem có những cái gì nữa. Đây là cái để cà phê vào. Một cái để cà phê là như thế này. Ừ. Không có gì nữa. Đây là cái dập cà phê. Đây này là một khuôn cà phê. Đây là muỗng để cà phê vào đây. Đây là cà kèm một cái đúng không? Đây cái gì anh? Cái để cà phê đây là đổ cà phê đây, xong dùng cái này giã 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 xong lắp vào đây. Wow, nhưng mà cái này nó không siêu đẹp. Phía trên này là cái úp cốc đấy. Nó bảo là úp cốc ở phía trên này thì có thể pha một cốc này, hai cốc này, xả này. Cái này thì để đánh ngọt. Sữa tươi và cappuccino. Đấy. Rồi, bây giờ mình dùng lần đầu tiên là đây là cái bộ để xúc cà phê này cho vào đây. Đấy. Đẹp quá, màu đỏ này đẹp quá. Đấy. Mà cái này kiểu nhỏ gọn dùng trong kiểu gia đình ấy nhỉ? Ừ. Máy pha cà phê của DeLonghi. Là thương hiệu của Ý. À cái này là để đánh sữa cappuccino này anh. Cappuccino espresso. Mình sẽ để ở chỗ này. Chỗ đấy á, chỗ đấy hơi nhỏ anh ạ. À.